Đi khám phá hang này cũng vất vả phết đấy, vất vả hơn mấy cái hang trước nhỉ. Chỗ này như cái ruộng bậc thang ấy. Ừ, dân vào trong này lấy nước à. Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nàng Cao Nguyên đang có mặt tại thôn Quán Xí, xã Lũng Pù. Lũng Pù, huyện Mèo Vạc. Hôm nay trời đang khá là sương mù các bạn ạ. Hôm nay Nàng Cao Nguyên sẽ đi khám phá một cái hang mới, cũng được mới phát hiện đấy các bạn ạ. Nên bây giờ anh em mình sẽ đi hỏi trưởng trưởng bản đúng không? Thôn. Trưởng thôn. Theo thông tin mình nắm được thì thấy bảo cái hang này là có một người dân đi tìm nguồn nước. Thế là phát hiện ra cái hang đấy ở trong có một cái hồ nước. Nhưng mà không biết có phải không, bây giờ mấy anh em mình sẽ đi vào nhà trưởng thôn để tìm hiểu và sẽ đi vào trong cái hang đấy. Thấy bảo là mình cũng thấy mọi người bảo đi 2 ngày về hết thì không biết có phải không. 2 ngày là hang hơi bị rộng ấy, không thể đùa được. Đây mình hiện tại mình đang có mặt ở thôn Quán Xí. Hiện tại sương mù đang dày đặc. Tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp. Trời đang sương mù với lại hơi mưa lất phất nên là rất là trơn, đường rất là trơn. Trượt. Nên là cái độ nguy hiểm đi hang nó lại càng được tăng thêm. Về em phải đóng đinh Anh được cái giày này đi sướng phết, nó không trơn mấy. Đây, mình thử một đôi giày hành quân của các chú bộ đội. Trường support đang vào hỏi xem nhà có ai không. Vâng, em chào anh. Ở xóm mình mới phát hiện một cái hang ấy. Anh biết là hang ở đoạn nào? Hang á? Vâng, em thấy nghe nói bảo cái hang đấy ở trong mà có nhiều nhiều nước mà có một người đi tìm nguồn nước phát hiện ra hang rộng lắm, thế bảo nó sâu lắm. Tít trên này hay sau đấy? Ở tít trên này ạ. Ở đoạn nào anh? Ở đoạn nào anh? Đi đường nào ạ? Đi đường ở dưới này. Nhưng mà bây giờ mưa thế này không đi được đâu. À, đúng rồi, đúng cái hang đấy rồi đấy. Họ bảo cái đường cái à, đi phải đi bộ mất 30 phút đúng không anh? Vâng, còn mưa thế này thì mình đi phải gần tí hơn đấy. Đối với bọn em nói chung cái thời gian kiểu đi nó không sao, chủ yếu là tìm được cái hang tìm được đường đến cái hang đấy thôi. Hiện tại là anh đã vào cái hang đấy chưa? em chưa vào đâu, chỉ bỏ máy chính là nó vào máy rồi. Ai ai ở xóm mình ai vào rồi anh? Ở nhà có người nào vào rồi anh chỉ cho em để em vào em hỏi người ta xem là đi đường nào để cho chắc chắn này. Đi hỏi trưởng xóm này. Đây nhà trưởng xóm đây này ạ. Vâng, nhà trưởng xóm. Vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Để em đi vào nhà trưởng xóm này. Đi. Tưởng nếu anh biết thì anh không, anh biết anh dẫn bọn em đi. Nhưng mà mưa thế này thì đi hơi khó thế đấy. Bộ đối bọn em khó không quan trọng. Càng khó khăn thì càng nó tăng cái độ thử thách lên. Bây giờ anh vào chuẩn bị giấy xong là anh mình đi. Đấy. Đi thì đi. Vâng. Ok nhé. Vào cái giấy xong là đi lên nhà trưởng xóm hỏi. Ôi, các bạn ấy rất là may mắn cho anh em mình là có một anh sẽ dẫn anh mình đi. Anh tên gì anh nhỉ? Em tên là Mì. Cái gì ạ? Mì á. Mì ạ? Vâng, anh tên Mì. Tên con gái đấy. Em Hồng này. Đây Hồng này. Chẳng tên con gái làm gì nữa. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi khám phá cái hang Quán Xí. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong nhà trưởng xóm để hỏi đường vì anh Mỹ anh cũng không biết đường các bạn ạ. Thực sự hôm nay là một ngày rất là thử thách đối với anh em mình vì là trời sương mù cộng thêm nó hơi hơi mưa phùn nữa. Đường đi đường này đã trơn hơn anh. Đường cũng rất là trơn. Xong tí nữa sợ đất nó dính dày ấy. Đất nó dính dày là đi rất là khó đấy, nó nặng chân đấy. Như vừa nãy theo thông tin mình nắm được anh Mỹ anh nói thì tí nữa anh em mình sẽ đi qua một con suối nữa cơ. Đây vào nhà trưởng xóm. Này. Trường xóm không có nhà. Trường xóm không nhà. Thế nhưng mà anh cũng biết đường ra đấy gì? Biết rồi. Thế anh dẫn anh. Thôi đi. Thế bây giờ đi luôn. Thế bây giờ anh em mình sẽ đi nhá, đi luôn nhá. Đi. Đi đường nào anh? Đường này.
Anh Mỹ sẽ là người dẫn đoàn anh em mình đi. Có phải đeo ủng không trơn thế nào vậy? Đây các bạn xem này, xem kỹ đường đi này, rất là trơn, trơn trượt đá nữa. Trượt vào chuối chút thì dễ giờ. Đây trên cung đường anh em đi cũng cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Lại cảnh sương mù nữa chứ, đúng không? Quá đẹp. Quá phê luôn. Bình thường ấy thì nếu mà trời nắng ấy thì đi vào cái hang đấy mất khoảng đi bộ mất khoảng 30 phút. Nhưng mà hôm nay trời mưa sẽ đi mất khoảng 1 tiếng. Mình nghĩ có thể là nó sẽ hơn. Vì đi còn phải đảm bảo cái tính an toàn nữa các bạn ạ. Mày thì nó chắc chân. Thôi mình cứ đi bước cho chắc chân. Chẳng may nhảy xuống trẹo chân thôi không đi được nữa. Thế thì em lại ra trường cấp 2 để phụ đợi anh. Đây là trung tâm thôn Quán Xí các bạn ạ. Đi làm nương vất vả thì anh nhỉ. Đúng rồi. Ông Mỹ ông đi ủng ông đi phong phăng. Cái đoạn đường anh em đến cái hang Quán Xí rất là hiểm trở các bạn ạ. Đây. Đường phải leo trèo. Rất là nguy hiểm. Trường đường trơn lại tăng cái độ nguy hiểm lên rất là nhiều. Đi cứ phải bám vào đá để cho giữ một cái gì đấy để cho đỡ bị trượt ngã. Ở chỗ này có đoạn xương rồng. Chi chít. Nhìn anh Mỹ anh đi. Ừ. Nhất là hôm trời mưa gió đúng không? Mà mùa này mùa đang làm nương ấy chứ. Các bạn này, mặc quần áo mưa nhiều xong là cả áo khoác nữa. Nên là anh em mình sẽ tìm một chỗ để cất cái áo mưa đi. Trường đang chuẩn bị nu re. Trường sport. Đúng quá. Anh em mình sẽ phủ cái cành cây khô lên để ngụy trang. Đấy cả chỗ kia đấy. Được chưa? Rồi. Được rồi. Xong nhá. Đi. Anh em mình tiếp tục lên đường thôi. Không không Nguyên là phải bò sang. Được chưa? Hiện tại anh em mình đã đi một đoạn đường khá là xa rồi các bạn ạ. Nhưng vẫn chưa đến nơi. Bây giờ mới đi được khoảng 1 phần 3 con đường thôi. Có anh nghe tiếng máy bay không? Đấy, tiếng máy bay. Vù vù vù. Đấy, anh em đi một đoạn thấy bà con đang làm nương. Trời mưa gió. Sương mù này vẫn đi làm nương bình thường. Không có gì là khó khăn cả. Đi được một nửa đường chứ anh Mỹ? Được một nửa đường đấy. Bây giờ giày ông nào cũng tha lôi theo khoảng tầm 2-3 cân đất nữa. Các bạn thấy cảnh sương mù đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhìn trên màn hình thì có vẻ rất là đẹp. Nhưng mà anh em mình đang trải qua những cái thử thách của bản thân rất là nguy hiểm, khắc nghiệt. Ôi các bạn ơi, tít ở trong sâu thẳm trong núi có một cái nhà rất là xa với trung tâm xã, trung tâm thôn luôn đấy.
Ở đây mọi người đang nuôi ong đúng không? Ui, chó sủa rất là ác. Này, ong này các bạn ơi. Này, ong vùng cao này mới gọi là chất lượng này. Đang ngụm nước các bạn. Anh em mình phải nghỉ một tí, lấy sức làm ngụm nước uống. Em phải đi đập đập cái giày, quệt quệt giày cho nó. Bớt bụi, quệt làm gì không, tí lại đi nữa. Không được cho nó. Thôi anh em mình bây giờ sẽ tiếp tục lên đường nữa. Vì à? Thời gian có hạn. Đến mấy giờ anh về? Đi. Đi. Anh chờ. Đây phải hang không? Dê chết à? Ui. Dê mới thôi. Cứng đờ. Hả? Con này chắc không cua rồi. Ôi các bạn ơi. Anh em mình đi gặp một dê ngã từ trên này xuống đây. Cứ tưởng người chết sở thích của mình. Ui. Dê chết từ hôm qua rồi. Đúng không? À thế mình đi quá rồi à? Anh em mình vừa nãy đi hơi quá một tí. Cuối cùng thì cũng đã đến hang rồi các bạn ạ. Anh em mình sẽ bây giờ sẽ tiến vào đây đây đúng không? Ui, để mà làm hang này du lịch thì cũng làm đường đi cũng ấy phết đấy. Ui, cuối cùng anh em mình đã đến nơi các bạn ơi. Đây là trong hang. Cuối cùng đã đến nơi đây, mình chuẩn bị đồ đi. Ui, hết người. Anh em cũng đã đến nơi rồi các bạn. Đường đi rất là hiểm trở. Bây giờ lấy ra. Anh em có khi là mình bỏ một chai nước lại ở ngoài này đi. Còn cho đỡ nặng nhỉ. Đây đây. Để ngoài. Áo không cởi mẹ để ngoài cửa hang. Không, cứ mặc áo vào đi. Mình mặc áo cộc tay rồi. Nóng cố. Vào trong đấy chưa biết cái gì, cứ bảo vệ, cứ kín mít đi. Được chưa? Được chưa? Không bật thêm nước, nguyên nước để. Cái này nó tỏa sáng hơn. Thôi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu tiến vào trong hang các bạn ạ. Đi. Đây, bắt đầu tiến vào trong hang. Đẹp không? Wow, vai vừa ngay vào cửa hang đã nhìn thấy đẹp rồi các bạn ạ. Đây này. Ui. Được đấy, nhờ. Ồ đây nó không trơn mấy đâu. Con này mình trơn. Ui, đẹp thế. Ồ đây nó có một cái lỗ ở trên xuống này. Này các bạn ơi, nhìn nhụ đá này. Dẫn cái mạng nhét trơn nhá. Ừ, ok. Ui, chỗ này giày anh em vừa nãy đi dính đất hơi trơn các bạn ạ. Nên là hết sức cẩn thận. Ui. Đẹp thế. Ui. Các bạn ơi. Dưới này có bàn này. Hả? À. Đâu? Chắc là khu này ngày xưa Bắc Hồ chắc vào trong này đấy. Anh này này. Hả? Cái những này nhỏ có con. À đâu, cái dãy cây. Đâu, à cái nhũ. Đâu, đây dãy cây. Đừng động vào nhá. Nhũ đá hay lắm. Ui, ui đẹp thế này. Ui, này. Này, Trường ơi. Cái răng cưa này. Đẹp chưa? Ui, đẹp thế. Ui. Ui, hài rộng thật. Đây các bạn ơi, ở đây có một ra cái hố trời nè. Ra xem này, cái giếng trời. Cái hố bên này cao hơn này. Ừ thì ra xem từng cái một này. Hang này có rất nhiều người vào rồi, đúng không? Chắc toàn người dân đây thôi đúng không? Đây, đây cái hố trời các bạn này. Ui, hố này rộng hơn nhiều. Dưới kia có gì không ạ? Hả? Dưới nào? Dưới đấy. Đây á, không có gì đâu. Anh em ui ôi, nhìn cái nhũ đá to đẹp thật đấy. Đây các bạn ơi. Cái hố trời này mới gọi là chính gian nướng ấy đây. Ừ. Ấy, wow. Nóng bếp này. To thế. Nóng bếp ở đây, nướng đây xong là đi thì quay thẳng. Các bạn ơi, đây cái hố trời đẹp chưa? Rộng nữa. Vào trong này mới nhìn thấy kỹ được. Wow. Tí nữa ra chụp ảnh nhá. Ui. Các bạn ơi.
quá đẹp, rộng nữa, quá đỉnh cao. Đây cột nhũ đá này với đỉnh nhỉ. Đây không phải nhũ đâu, đây là đá, đây là đá. Đá nhũ đây là rụng trên này xuống. Ờ, đá rụng trên này xuống rồi. Đây các cục đá tả to. Đi anh em ơi, kiến sẽ bắt đầu tiến sâu vào trong hang này. Vừa cửa hang đã đẹp như này thực sự. Ui rồi ôi, chỗ này phê thế. Đây, đây chắc trẻ con vào nghịch vẽ linh tinh rồi. Đây này. Đúng rồi, sẽ có lấy phấn vẽ linh tinh. Cột nhũ đá hồng thử ôm nào. Ui chứ. Thử ôm là xem nào. Chưa. Không ôm. Cái này phải 6-7 người. Ừ. Đây nữa, dưới này, quá đẹp luôn. Nước à? Dưới đây nước nhỏ xuống. Ở đây trẻ con vào nhiều rồi, mình tưởng phát hiện ra, mới phát hiện ra. Đi. Em vào trong này. Ui, đây có cả chữ Trung Quốc nữa. Trẻ con vẽ linh tinh các bạn. Đây, anh em. Người đi trước thì đừng dẫm vào những cái viên đá nhé. Đúng rồi, người đi sau không nhẫm vào ấy. Đấy là đoạn nông thì. Ô, mới này thôi à? Wow. Xuống vào trong này mới thấy là cái hang này nó rộng nhỉ. Hả? Ở trong này điện thoại mất sóng rồi. Đi. Ở dưới này họ bảo là có một cái chỗ nước rộng lắm phải không? Đi. Đang buồn sợ nó ngon vòng này thôi. Đang hụt hẫng đấy. Ừ. Không em đi. Đây người dân xếp vào đây các bạn ơi. Đây người dân đục một cái đoạn gỗ khắc chỗ này để bước đi xuống này. Wow. Có lẽ là mình sẽ chuyển sang chế độ đèn này để xem. Đi đi vào trong này. Ui chỗ này hả, thôi cũng đẹp nhỉ. Nói chung hang nào thì nó cụ kiến cấu tạo kiến trúc của nó cũng gần gần như này thôi, nhưng mà để xem là vào trong sâu trong hang này nó có cái gì không hay ho. Đi rồi anh em tiếp này. Củi. Wow. Wow. Ui, chỗ này đẹp chưa này. Mình đi khám phá từng nơi một. Từng chỗ một. À, bên này. Đây. Đi xuống dưới này này. Ui đầy nước này này. Ở trong này có gì không? Ui chỗ này trơn đấy. Ui trơn đấy nha. Ui trẻ con đây là dấu chân trẻ con đi vào. Ui ở trong đi vào được không nhỉ? Trong này đi vào được không? Mình leo đường này vào đi. Vào trong này xem nào. Đi. Đi leo bên đường này này. Đây nước này các bạn ơi. Nước rất là trong luôn đấy. Được. Sao không được? Mình cứ cố gắng lên, không được là thế nào nhỉ? Ở trường chào đi. Quá
Ui, được không? Đây để em đẩn lên. À? Hết rồi. Không có đường khác đây, toàn nước thôi. Nhưng mà chịu khó chân là hai tay đấy. Cẩn thận nha. Được. Cầm cho anh. Chờ. Thôi để anh quay. Chờ lắm. Đây rồi. Nó dính đất rồi. Mày vào. Đấy, đi sang bên này, vào bên kia. Đấy. Cố gắng làm bẩn nước. Ừ. Nước này đương nhiên bẩn, anh em mình nhẫm xuống tí nó lại lắng xuống mà. Đi khám phá hang này cũng vất vả phết đấy, vất vả hơn mấy cái hang trước nhỉ. Anh cứ xuống đi. Đây các bạn ơi, nước rất là trong, trong vắt luôn này. Đây, ui, chỗ tầng anh em tập trung soi hết đèn này. Nước trong nhá. Đây các bạn ơi. Đi, sang này. Nước, nước bậc thang này, đẹp thế. Chỗ này như cái ruộng bậc thang này. Ừ. Dân vào trong này lấy nước rồi. Anh em mình chọn chỗ, nó đi nó không trơn đâu đoạn này ấy. Thôi ướt giày rồi. Ôi từ chỗ đội bậc 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 này kinh khủng thật. Chắc là Mỹ vào trong này rồi đúng không? Vào chưa? Ui đẹp thật, đi. Ui ôi chỗ này này. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn nó đẹp thế. Cảm giác như kiểu mình đang ở Long Cung, Thủy Cung. Ui dồi, nước này các bạn ơi. Đúng chỗ này không khác gì Thủy Cung nhỉ. Hả? Cần kéo. Không cần đấy. Đứng quan sát tập trung, anh em tập trung đèn soi lại chỗ này nè. Đây bạch quả này. Đẹp thật. Đi. Đây hết chưa? Hết rồi. Một hồ dưới này. Ui hồ nước dưới này nữa à? Ừ. Ui rồi. À tưởng chỗ này có nước, đi xem nào. Chỗ này nó cứ ong ánh nhũ nhỉ. Đem soi cho. Đây, để mình để soi chiếu xa. Ui, đẹp lắm các bạn ạ. Ở dưới này chắc là nó cạn nước rồi đúng không? Này, ui cái nhũ này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi nó đẹp như nào. Con này nhìn như kiểu vậy khủng long này. Đâu? Có lưng của khủng long nó chổng ngược ấy, nó nằm ngược rồi. Ừ. Đẹp thật. Này cái chỗ này. Đi anh em mình sang phía bên kia xem nào. Đây hết rồi các bạn ạ. Để anh em mình sẽ tiếp tục đi vào trong phía bên ngoài bên kia. Nhưng chỗ này đẹp thật. Đây này. Anh ạ nhỉ. Cái chỗ này mà nước cao cao như xong rồi. Vào bơi được đấy. Bơi nhỉ. Đây. Hang này là ai là bơi. Nó bị xoáy. Hốc nó bị xoáy. Đẹp thật. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi ra chỗ này cũng hết hang rồi. Vậy bọn mình sẽ đi ra. Hồng rất xồ xề. Bạn này chỉ được cái to xác thôi. Không ai nghĩ ở đây nó trơn đâu. Bên xuống dưới rồi.
anh em sẽ tiếp tục cuộc hành trình các bạn. Vừa nãy chỗ kia rất là đẹp, cái chỗ dòng nước kia nó dự trữ nước như kiểu thác nước ấy. Ôi, xuống được không? Trơn ấy, trơn không? Mày đi mày phải chắc chân mà cứ đi cứ với. Mạnh đến đây Mạnh Cao Nguyên lúc nào cũng cuối cùng. Đây ra bất chân này. Cái hang này còn xa không Mỹ? Đến đây thôi á? À? Sao mọi người bảo đi mấy ngày không hết mà? Đúng rồi. Đây chắc là nếu mà mùa mưa thì là chỗ này bơi được đấy. Đây chỗ hang này rộng hơn mình dùng cái này. Hả? Đây là đất thôi. Ui chỗ này đẹp nhỉ. Hình như là không phải hang này, đúng không? Nhưng mà hang này có nước. Có nước, ui chỗ này đẹp thế. Này đứng chỗ này chụp ảnh phê này. Rộng rồi. Không có người bảo có cái hang nào mà ấy lắm mà. Ừ. Ui này. Các bạn ơi, nhìn này. Đẹp chưa? Từng ấy, đúng là chỗ này như san hô luôn. Hang nào còn hang nữa? Dưới này cũng đẹp các bạn ạ, nhưng mà rất là tiếc. Rất là tiếc khi mà mình tưởng là cái hang này đi bảo ui ui đây này dưới này mà đẹp thế. Này. Đi bên này, bên này chẳng hết rồi còn đâu nữa. Này các bạn ơi. Úi giời. Đây, các nhũ đá này nó nối liền với nhau cao tít lên trên này. Quá đẹp nha. Đây đẹp thật, đây nữa. Đi anh em vào trong này thế nào. Ui vẫn còn đường đi tiếp à? Đấy thì làm gì đã hết đâu mình. Đây nước à? Wow, đúng rồi, thế đúng cái hang này rồi. Họ bảo có một cái hồ bơi ở dưới là hồ như hồ bơi ấy. Ôi chỗ này đẹp thật. Mấy cái này còn bị gãy hay là người ta mang đập mang về rồi. Chính xác là đập mang về rồi. Đúng rồi, đội này không có ý thức gì. Ôi chỗ này đẹp chưa? Này. Quá đẹp các bạn ạ, mình cũng không thể tưởng tượng nó sao nó đẹp như này. Cái nhũ đó ngóc ngách không? Ừ, ngóc ngách. Quá đẹp, đi. Xem này. Đi được, đi bên bờ kia được. Được. Sao được, đoạn kia. Ôi, đây, đây, đúng là chỗ đấy rồi, đẹp thế. Đi, anh em xuống phía dưới này nào. Ôi, cái chỗ cột đá này. Nhũ đá đẹp nhỉ. Đây, gậy như ý Tôn Ngộ Không ấy. xuống đi. Đây đi vào nữa hay mà. Hay đến đây là hết à hay vẫn đi tiếp? Đây, cứ đường đi thôi. À. Đi men ra bờ kia tôi đi trong cái vẫn còn. Ừ, đi. Nếu mà hay là như này, nếu mà Mỹ mà bận việc ấy, khi là hay là về trước. Xong là cầm hộ anh bộ quần áo đi về nhà xong tí bọn anh qua nhà lấy. Chỉ sợ em bận việc ấy. Đấy, chỗ này đẹp các bạn này. Đây này, nhũ đá kinh khủng luôn. Mọi nơi này. Ủa, bán cái đấy thì nó rụng quá.
bám được mà, như vậy cứng. Đẹp nhỉ? Cái hang này đẹp. Chỗ này anh em tập trung hết soi hết ở chỗ này nè. Quá đẹp luôn. Nước này, ở dưới này nước nhiều anh em xuống bơi đấy nhé nhỉ. Bơi không được, nước này chưa bơi được phải. Phải cao dâng. Tầm này nhỉ. Ừ. Đây đây. Đây có đường đi mà. Đây thôi. Đi. Đi tiếp lên trên nào. Đây nước không lên trên này này. Đúng rồi, đẹp nhỉ. Không em nghĩ mùa mưa. Núi cái gai 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 đây các bạn ơi. Ở dưới này đúng gai gai như ở san hô, yeah. Đẹp thế. Mùa mưa nó không phải lên đến thế này đấy. Ừ. Đây này, bùn đây đây. Ui, cái gì đây? Nó bị sập à? Đây này, khe này này. Ui, đẹp lắm các bạn ơi. Nhìn nụ cái giọt nước nó nhỏ xuống, mình soi đèn là nó phản quang lại, nhìn óng ao ánh. Hay là đi lên trên này á? Ui, rơi kìa. Lên, lên thì số khó lắm. Lên có được gì? Xem nào, lên được không? Có lên được không? Lên đi, lên được. Không xuống, tí không xuống đâu thật. Hôm nay phải dây chuyên dụng leo núi thì mới đi được. Đúng rồi. Đoạn trên này leo được. Hả? Đoạn bên này này. Thực sự trèo xuống là ghê răng lắm đấy. Lên một đỡ. Lên thì sẽ lên được nhưng mà xuống không xuống được. Tiếc quá. Chỗ kia thực sự là để mà leo mình không dám liều. Không thể liều nổi cái chỗ đấy. Xuống là trượt xuống là vỡ mặt luôn này. Có đôi chuyên dụng leo núi. Ừ. Hẹn một ngày gần nhất. Rồi các bạn thông cảm, hết sức thông cảm cho anh em mình. Vì cái chỗ đấy rất là nguy hiểm. Mình cũng không dám liều. Mình là người rất là liều đấy. Nhưng mà không thể đùa với tính mạng. Mẹ lăn từ trên này xuống đây. Lăn từ chỗ này xuống đây. Kinh lắm. Nhưng mà đẹp thật, chỗ này như kiểu là ở trong Phong Nha Kẻ Bàng nhỉ. Trong Tràng An ấy. Vì nó có nước mà. Đúng không? Cái nhất là chỗ cái cột này rất là đẹp. Đi, anh em mình chắc là sẽ bây giờ sẽ đi ra thôi. Wow. Ôi các bạn ơi, nhìn sương mù đẹp chưa? Quá đẹp nhỉ. Sương mù. Cái con dê đặt. Con dê vừa này. Báo chỉnh xóm để xem nhà nào mất dê đúng không? Xóm hết mấy này mà. Mày chứ phải đi làm ở đạo diễn Hollywood. Trượt nước xuống. Nhưng mà để mà anh em mày vào cái hang đấy, cái hang này thì công nhận đẹp thật. Nếu mà vào mùa nước đúng không? Hôm nay, thác này, nước. Hôm nay đúng trải nghiệm đầu tiên có một cái thác nước rồi đấy. Ừ. Đẹp nhá. Thế mình đi bao nhiêu hang à? Mấy hang, hang này gọi là có nước còn đẹp, đẹp nhất. Mấy hang kia rồi. Mình đã đi vào tít trong sâu trong đấy bao giờ chưa? Chưa, cái đấy mình lúc mà lên thì lên được á. Còn lúc mà mình xuống thì không xuống được rồi đấy, chẳng chết ở chỗ đấy là đi làm cái gì chứ. Thế là mình sẽ hẹn Mỉ nhé, vào mùa hè nước lên tí mình sẽ mang đầy đủ đồ nghề vào để mà đi khám phá trong đấy. Kể là pin ấy, pin này vừa nãy anh em đi là cũng khả năng sắp hết rồi. Vì nhìn thấy là cái lượng ánh sáng nó tỏa ra ít rồi, nó giảm nhiều rồi. Không, nếu mà có cái đèn thì cái đèn này, cái đèn mà đèn ắc quy ngày xưa ấy, đèn toàn này thì mình đi mình soi thì nó sẽ thấy cả hang thôi. Lúc đầu thì thấy hơi hụt hẫng thì cứ nghĩ là hang nó hơi ngắn. Về sau xuống đến đoạn dưới thác kia thì công nhận là đẹp, cảm nhận là
quá đẹp để mà nói, để mà làm hay một trải nghiệm nhớ đời. Nhớ đời thì đối với em, mình thì chưa chưa nhớ đời, vì là mình chưa đi khám phá được hết sâu ở trong hang. Đúng không? Cũng giống, đúng cảm giác nó cụt giống như kiểu cái hang Thủ Luồng nhỉ. Cảm giác nó cụt đúng như thế luôn. Với lại phải có cái đồ thắt cổ bụng này, mình leo lên nó phải ấy đây này. Vì cái độ thì... dốc nó như kia mà, trèo lên đương nhiên lúc đấy trèo lên nó đã khó nhá. Lúc xuống là thảo là không có cái chỗ nào bám là nó trượt xuống luôn. Xong rồi cái chỗ nhất là cái chỗ mình khóa nhất, chỗ cái hồ nhỉ. Giống cái hồ nước này đẹp thật. Lúc ở trên nhìn xuống đấy thấy. Hả? Làm gì? Không thấy. Cái lúc ngày vào phát là đã nhìn thấy rồi. Không, có nghĩa là cái lúc mà anh em mình ở trên trên cái chỗ chỗ bậc nước kìa, nước bậc thang kìa. À đấy, không, đang anh đang nói là cái hồ ấy ở dưới mà. Cái hồ dưới ấy. Mỉ biết xung quanh đây còn hang nào? Không còn hang nào nữa. Chỉ đề nhất là chỉ cái hang này là đề nhất. Thôi vừa rồi thì các bạn cũng đã được đi cùng Nắng Cao Nguyên. Và đặc biệt là hơn nữa là hôm nay có hướng dẫn viên du lịch Mỉ. mua Mỉ à? Lầu Mí Mỉ dẫn anh em mình đi. Cũng rất là, thực sự là may mắn thì vì có người dẫn đi để mà anh em mình tự mò mẫm đi, có khi giờ chưa chưa tìm thấy hang, có khi bị lạc xó xỉnh nào không biết nhỉ. Làm được thật đấy. Bây giờ phần tiếp theo của anh em mình sẽ đi về nhà Mỉ làm về cái chuyên mục ẩm thực. Hồng Cao Nguyên sẽ là đầu bếp chính. Các bạn chờ đón xem cái phần ẩm thực đấy nhé. Còn bây giờ video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ. Đặc biệt hãy đăng ký kênh và ấn chuông để có thể theo dõi được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Mỉ chào các bạn đi. Đi, anh em mình đi thôi.